Đây là cận cảnh chiếc piano điện giảng cơ Yamaha đúc 10 PE sơn đen bóng của Nhật, sơn zin ạ. Đẩy nắp lại nè. Cái đàn sang trọng, giống như một cái đàn cơ thu nhỏ, rất là phù hợp với không gian vừa vừa. Âm thanh và bàn phím thì dòng này là bàn phím cơ thật, phím là phím gỗ và có búa giả lập đập vào dây như là đàn cơ. Đấy, nó là 100% là phím cơ. Và âm thanh thì là âm thanh điện tử được phát ra bằng công nghệ quang hoặc cáp quang, cho cảm giác, cảm nhận, cảm ứng rất là tốt. Đây là nút điều khiển nguồn, đây là volume to nhỏ, đây là hai lỗ cắm headphone tai nghe, đây là chỉnh reverb cho nó tăng cái độ vang lên. Hai pedal thì pedal trái là pedal làm mềm âm thanh và pedal phải là pedal sustain, là kéo dài ngân lâu hơn. Chỉ chủ yếu thì dùng cái pedal sustain là chính. Cái đàn này thì được thiết kế form dáng là giống hệt đàn cơ và kết cấu bàn phím cũng như bộ máy là bộ máy cơ thật. Đây ạ, phím gỗ đây ạ. 100% là gỗ tự nhiên ạ. Âm thanh thì giống hệt đàn cơ rồi, và chúng ta sẽ cùng chơi thử một bản nhạc để thưởng thức âm thanh của cái cây đàn này. Quá tuyệt vời luôn. Chất lượng của cái đàn này ấy, đánh giá như nó gần giống với đàn cơ phải đến 1.9-1.10 về cảm giác phím và chất lượng âm thanh rất cao. Đây là một lựa chọn cho rất nhiều khách hàng. Model này rất là hot trên thị trường, cứ có là hết ạ, có là hết. Và mọi người
thích cái cây Yamaha giả cơ này thì liên hệ với Hoàng Phát Piano, có địa chỉ tại 149 phố Hào Nam, phường Âu Trợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Hotline là 0981668368. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái clip lần sau.